Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi hiểu và hôm nay mình có làm xong bức tranh đồng quê và cũng xin quay lại cái clip để giới thiệu cho anh em cái sản phẩm mình vừa mới làm xong và rất mong anh em có thể bỏ ra 3 đến 5 phút để xem video clip và ủng hộ mình nhé và kích thước của bức tranh này nó rơi vào khoảng 4 mét vuông nếu anh em là đang có cái không gian như này cũng có thể xem để tham khảo một cái bức tranh quê hương rất chi là sống động nhé phía trước anh em đang nhìn đây là cây đa. được mình tả rất chi là kỹ để làm được những cái bức tranh đẹp như này thì đầu tư rất là nhiều công không hề tiếc công anh em nhé rất chi là đẹp quá là sống động và anh em nhìn thấy cái bức tranh này được mình làm cái bố cục tranh rất chi là hài hòa rất sâu tranh nhé từng uh, cái nét bút mình làm rất chi là kỹ Quen gần hơn một chút cho anh em nhìn này và bức tranh này ở ngoài thực tế còn đẹp hơn rất nhiều so với trong video clip anh em nhé cái đa làm rất kỹ nhé người uh, kéo xe người gánh gồng các thứ đủ hết nhé cả à, coi như là anh uh, ông già câu cá quá đẹp và mình đi làm uh, uh, tranh này là được uh, khách hàng rất chi là yêu thích những cái bức tranh đồng quê như thế này rất chi là dân dã và ai làm cũng được làm trong nhà hay là ngoài trời đều là đều làm được anh em nhé rất chi là đẹp và trong quá trình sử dụng thì anh em cũng lưu ý là không nên dùng những cái vật cứng hay sắc nhọn để đập hay là cạo đập và chạm vào chanh thì là nó sẽ hỏng cái bề mặt của chanh anh em có thể lấy khăn lau chùi thoải mái luôn và đây mình đang quay tiếp cái chân cột vẽ kỷ niệm bác chủ nhà cái cột vân đá sau khi làm xong như này thì này bác uh, lại thích uh, làm hết cả cột nhưng mà do là mình rất là bận nên là cũng không làm được và tiếp theo đây là bức tranh uh, cây tùng nhá sơn thủy hữu tình nhá đây cây tùng để anh em anh, anh em nhìn này phía dưới là cây đào quá đẹp luôn cây tùng rất cổ thụ Đây, quay chậm chậm cho anh em nhìn. Đấy, thằng bà đất rất chi là kênh bong. Mặc dù là tranh vẽ nhưng mà nhìn rất chi là nổi. Quá đẹp luôn anh em ạ. À. Anh em nào có cái không gian hay là ô tường như này mà làm thì rất chi là đẹp và cái không gian nhà rất chi là sang luôn và có bức tranh nhà sang trọng rất chi là nhiều đây là cô chủ nhà nhé đây và mình quay lại thêm một vòng nữa để cho anh em nhìn được kỹ hơn bức tranh đồng quê này và ngoài làm những cái sản phẩm tranh đắp vẽ tranh vẽ tường như này ra thì mình còn đắp tranh phù điêu đắp tượng và đắp các con vật làm tiểu cảnh núi non bộ bè cá coi nếu anh em nào thích một trong những cái sản phẩm như mình nói trên thì cũng có thể liên hệ mình theo số máy 0976626566 để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất cũng như kết bạn theo số máy kết bạn zalo theo số máy 0976626566 anh em lưu ý nhé 0976626566 để được tư vấn và báo giá cụ thể và anh em có những thắc mắc gì thì cũng có thể bình luận ở phía bên dưới để mình được biết được thêm ý kiến của anh em nhé nếu video của mình có hay thì xin anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cũng như là bật cái nút chuông ở phía bên phải để xem những video clip mới nhất của mình quay từng chi tiết một cho anh em nhìn. Và ở cuối video này mình cũng xin chúc tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cái lĩnh vực của mình. Và sau đây mình cũng xin dừng video clip ở tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em vào trong những video clip lần sau. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. xin kính chào và hẹn gặp lại anh em và trong những video clip lần sau xin chào